Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 55: Địa ngục luân hồi. Mưa gió lặng dần. Ba người Liễu Nhãn đã ăn xong bát mì a thủy làm, hơi ấm lan khắp người, không còn cảm giác lạnh buốt thấu xương như vừa rồi nữa. A Thủy dọn bát đũa đi rửa, Phương Bình Trai lau miệng xong thì nói muốn đi loanh quanh ngó thử xem mấy lão hòa thượng chọc đầu kia có còn đuổi theo không. Ngọc Đoàn Nhi bắt đầu buồn ngủ, ngồi trên ghế chợp mắt một thoáng. Liễu nhãn ngồi yên không nhúc nhích, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Trong phòng chỉ còn lại yên tĩnh. Không biết đã qua bao lâu, phương đông bắt đầu rạng sáng, nhưng ngoài cửa sổ vẫn chìm trong đêm đen. Liễu nhãn bỗng giật mình, ngẩng đầu lên. Ai? Ngọc Đoàn Nhi nhảy bật dậy, nàng còn chưa tỉnh hẳn, ra sức lắc đầu. Sao thế? Liễu nhãn tuy mất võ công nhưng tính lực vẫn còn, bèn chăm chú lắng nghe. Trên mái nhà có tiếng động rất khẽ, nếu hắn không nghe lầm thì đó là tiếng một người từ xa lướt tới rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà. Khinh công và thân pháp của Phương Bình Trai cũng tốt, nhưng không phải kiểu trầm ổn nội liễm thế này. A-di-đà Phật, lão nạp màu muội hỏi thăm, người bị hủy dung gãy chân trong phòng phải chăng là liễu nhãn liễu thí chủ. Trên mái nhà truyền tới một tiếng niệm Phật ôn hòa nhã nhặn. Lão nạp thất lễ, mong mời được liễu thí chủ về thiếu lâm tự một chuyến với lão nạp. Lão hòa thượng này cất giọng đều đều, tiếng nói truyền từ mái nhà xuống mà êm ái cứ như ghé tai thì thào, có thể thấy công lực thâm hậu như nào. Liễu nhãn cất giọng cười nhạt. Hiếu Lâm tự tưởng mình có lục đạo luân hồi là có thể nắm giữ công lý trong chốn giang hồ, muốn bắt ai thì bắt sao? Hắn nói vậy không khác nào thừa nhận, với bản tính kiêu ngạo của hắn, hiển nhiên sẽ không phủ nhận mình là liễu nhãn. Quanh gian nhà vang lên mấy tiếng lộc cộc khe khẽ, Ngọc Đoàn Nhi lao ra cửa nhìn khắp bốn bề. Phương Bình Trai đã biến mất tâm, nhưng bên ngoài lại xuất hiện rất nhiều hòa thượng, người cao kẻ thấp, người gầy kẻ mập, ai nấy mặt mày hung ác nàng không biết 17 vị hòa thượng này chính là thiếu lâm thập thất tăng nổi danh thiên hạ của thiếu lâm tự, nhìn bọn họ mặt mày xấu xí, nàng lại thấy vui vẻ. Các người! Còn chưa nói hết câu, người dẫn đầu đã vung trường. Ngọc Đoàn Nhi chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập thẳng vào ngực, đánh nàng bay lên khỏi mặt đất, đập người vào bức tường đối diện với cửa vào, miệng ọc máu tươi, tạm thời không nói được gì, một ngón tay cũng không cựa quậy nổi nàng mở to mắt nhìn mấy lão hòa thượng trước mặt, nghe nói hòa thượng đều là người tốt, nhưng những hòa thượng này ra tay đánh người chẳng cần lý do, còn xấu xa hơn liễu nhãn vẫn bị người ta gọi là đại ác nhân, ít nhất liễu nhãn cũng chưa bao giờ đánh nàng. Ngọc Đoàn Nhi bay vào nhà, ngã bịch xuống đất, miệng trào máu tươi rồi nằm im không nhúc nhích. A à Thủy giật mình kinh hãi, buông ấm trà vừa hãm xuống mà chạy ra đập vào mắt là mười mấy vị hòa thượng đang vây quanh hiệu sách hạnh dương. Nàng lập tức tiến lên, giang hai tay ra ngăn họ lại. Các vị đại sư hạ cố ghé thăm là vinh dự cho hàn xá, không biết có chuyện gì quan trọng đây. Hòa thượng áo xám vừa tung một trường đánh văng mọc đoàn nhi chắp tay. A-di-đà Phật, chúng ta là thiếu lâm thập thất tăng, lần này đến đây là muốn mời liễu thí chủ đến thiếu lâm tự một chuyến, không có ý gì khác. A-thùy ngừng lại một chút các vị là đại sư thiếu lâm tự tiểu nữ thất kính rồi nàng chậm rãi buông tay xuống nhường đường không biết thiếu lâm tự muốn bàn chuyện gì với liễu nhãn ngạ quỷ tăng dẫn đầu ngạc nhiên nhìn nàng một cô gái nhỏ bé không biết võ công lại mở miệng ra hỏi thiếu lâm tự muốn bàn chuyện gì với liễu nhãn quả là hơi quá phận thế mà sắc mặt nàng rất đoan chính trông vô cùng tự nhiên không hề thấp thỏm sợ hãi địa ngục tăng bên cạnh đáp a di đà phật Thật không dám giấu giếm, Thiếu Lâm tự muốn mời Liễu thí chủ về là vì thuốc giải tinh quỷ cửu tâm hoàn. A à Thùy hạ giọng hỏi: "Vậy các vị đại sư lấy được thuốc giải rồi thì sao?" Địa ngục tăng chậm rãi đáp: "Thiếu Lâm tự đương nhiên sẽ tổ chức đại hội võ lâm, mời các phái giang hồ đến bàn luận, đối xử công bằng với Liễu thí chủ." A à Thủy yên lặng, với những gì Liễu Nhãn đã làm, đưa ra cho giang hồ phán xử liệu, có còn đường sống? Thiếu lâm tự muốn có thuốc giải tinh quỷ cửu tâm hoàn, nhưng sẽ không vì thế mà buông tha cho hắn. Nàng cũng mong liễu nhãn đưa ra thuốc giải tinh quỷ cửu tâm hoàn, nhưng nàng không muốn hắn chết. Thiếu lâm thập thất tăng, chấm, xa xa ngoài cửa có tiếng người cười khẽ. Thiếu lâm thập thất tăng muốn mời người về lại còn phải làm cho mèo dương đông kích tây. Thiếu lâm tự quả nhiên là hào quang sáng chói võ học uyên bác thông minh tuyệt đỉnh đó nha. Trong lòng A Thùy đã hơi bình tĩnh, vì người vừa lên tiếng chính là Phương Bình Trai. Hóa ra ban nãy hắn bị kế Dương Đông kích Tây của Thiếu Lâm tự dụ đi, giờ lại có thể quay về đúng lúc, người này quả là phi phàm. Phương thí chủ, một vị hòa thượng già có tướng mạo hiền hòa hơn cả trong đội ngũ trầm chậm, chậm lên tiếng. Ba chữ Phương Bình Trai là tên thật của thí chủ sao? Gần 20 năm qua, trong giang hồ không có ai tên là Phương Bình Trai hết. Thí chủ võ công cao cường kiến thức phi phàm tuyệt đối không thể là hạng người vô danh tiểu tốt. Các hạ làm loạn đại hội phương trường, đưa liễu nhán đi, rốt cuộc ôm mưu đồ gì, có thể nói rõ ra không? Phương Bình Trai đứng ngoài cửa phe phẩy quạt, thong thả bước tới. Ta ấy à, chẳng qua ta thấy nhàm chán quá nên muốn nổi danh thôi. Ta mang tâm tư trong sáng không chút bụi trần, tại các ngươi tâm tư phức tạp không muốn tin đấy chứ. Vị hòa thượng già tướng mạo có phần hiền hòa này là thiên tăng trong thập thất tăng. Một hòa thượng trung niên tướng mạo dữ dằn khác đứng cạnh ông cười nhạt. Chỉ cần thí chủ theo chúng ta về thiếu lâm tự, chúng ta sẽ tin tưởng ngươi ngay. Phương Bình Trai phe phẩy quạt, bật cười ha ha. Nhảm nhí. Hòa thượng trung niên kia nổi giận đùng đùng, pháp trưởng trong tay ngừng lại. Kiếp tận nghiệp hỏa. Chân khí dưới trưởng sao động, ẩn chứa ngọn lửa cháy rừng rực đánh về phía phương bình trai thiên tăng bên cạnh thấy hắn động thủ thì chắp tay niệm phật ngay sau đó điểm ra một chỉ phật pháp như thị nhằm vào liễu nhãn trong giây lát thiếu lâm thập thất tăng đua nhau động thủ mỗi người tung ra bảy tám chiêu về phía liễu nhãn và phương bình trai ngọc đoàn nhi trọng thương nằm dưới đất không có sức cứu người đành phải trơ mắt mà nhìn a à, thùy liên tục lùi lại lùi vào trong phòng bế phụng phụng lên xoay người đứng chắn trước cửa phòng khách. Cây quạt của Phương Bình trai thoát ẩn thoát hiện, tuy chỉ có một người nhưng bóng dáng biến ảo khôn lường, tới lui chớp nhoáng, trong nháy mắt đã đỡ được phần lớn đòn tấn công của các tăng nhân Thiếu Lâm. Liễu Nhãn Nhân lúc sơ hở đưa tay lấy sáo, nhắm mắt kể lên miệng. Cây sáo của hắn vừa đưa lên miệng, tăng nhân Thiếu Lâm đã hơi biến sắc, vội vàng lùi về sau. "Phương Bình trai, ái trà." Một tiếng sư phụ đúng là vô lương tâm, vì cứu bản thân mà ngay cả ta cũng. Hắn còn chưa nói hết câu, tiếng sáo đã vang lên với âm sắc thê lương. Trong 17 tăng nhân, dù tặng tăng công lực hơi thấp là người đầu tiên không chịu nổi, đôi chân lào đảo lui về sau 7 bước. Phương Bình Trai vận khí ngăn cản, hắn được liễu nhãn truyền thụ thuật âm sát, tuy chưa học thành tài nhưng vẫn mạnh hơn thiếu lâm thập thất tăng nhiều. Nhờ vào sức mạnh âm sát của liễu nhãn, cây quạt đỏ chớp động, ngạ quỷ tăng giao thủ với hắn được 13 ba chiêu, hai tay đụng nhau đánh Bộp. một tiếng, ngạ quỷ tăng ọc máu tươi, lão đảo lùi lại. Phương bình trai mỉm cười. lão hòa thượng gừng càng già càng teo, còn không chịu về niệm phật nữa thì phật tổ không độ ông đâu. a di đà phật bốn hòa thượng a nhiệt tăng, a hàn tăng, đại khiếu hoán tăng, chúng hợp tăng bên cạnh ngạ quỷ tăng đồng thanh niệm phật rồi mỗi người tung một trường, đồng loạt bổ vào thắt lưng phương bình trai. Bóng trường lập lòe, chân khí chấn động khiến ống tay áo bốn người tung bay phần phật. Phương bình trai dơ quạt lên, kết hợp với âm điệu trong tiếng sáo của liễu nhãn, tay áo phất phơ như một điệu múa, vòng vo bay bồng, bóng người phiêu lãng, lần lượt đánh tan trường lực của từng người rồi lập tức bật cười ha ha. Bốn nhà sư đau nhói ở ngực, cúi đầu nhìn xuống đã thấy ngực mình cắm một lưỡi đao trắng tựa như cánh hoa, hình dáng cong cong, trắng ngần như tuyết, chỉ dài khoảng một tấc, hoàn toàn khác lưỡi đao bình thường. Bốn người rút lưỡi đao ra, vết thương trên ngực chỉ sâu khoảng hai phân, chảy chút máu tươi mà không có độc. Nhưng bốn lưỡi đao này bắn ra từ bao giờ, thì bọn họ lại hoàn toàn không biết. 13 người còn lại ai nấy đều lùi một bước, Phương Bình Trai tay phải cầm quạt, tay trái dụ xuống, kẽ ngón tay trái kẹp bốn lưỡi đao cong cong trắng như tuyết, mặt nở nụ cười. Ngạ quỷ tăng đưa tay đè lên ngực, gắng gượng nói. Hắn, hắn, vậy mà, ám khí. Còn chưa nói hết câu đã ngã ngửa ra sau, mọi người đều biến sắc, chỉ thấy sau khi ngạ quỷ tăng ngã xuống, yếu huyệt trên ngực cũng lộ ra nửa lưỡi phi đao hình cánh hoa. Thì ra ban nãy Phương Bình Trai đã dùng bốn đao kia để dẫn dụ tầm mắt mọi người, Thực tế lại dùng một đao khác làm ngã, quỷ tăng trọng thương, khiến thập thất tăng mất đi người dẫn đầu. Phi đao cong cong dài chừng một tấc, màu trắng như tuyết, hình dạng giống cánh hoa. Cô độc tăng biến sắc, hình như từng có ấn tượng với loại binh khí này. Dùng ám khí đặc biệt như thế, mang trong mình võ công cao cường cỡ này, nếu là cố nhân trong giang hồ thì rốt cuộc là ai đây? Phương Bình trai phóng ra một đao đả thương người khác, hắn cất tiếng cười vui vẻ đẳng hoạt tăng vung giới đao chiêu nào cũng tàn nhẫn vô dán tăng quyền pháp điêu luyện nháy mắt năm hòa thượng thiếu lâm vây quanh phương bình trai mỗi người xuất ra một tuyệt kỹ phương bình trai lại phóng đao ra lưỡi đao màu trắng bay trong không trung tựa như hoa tuyết bay lượn lại giống hoa rơi rực rỡ trông vô cùng đẹp mắt lưỡi đao trắng của hắn vừa rời khỏi tay đã tung bay theo gió bay hết đà còn biết đường tự quay về phương bình trai tùy tiện ném đao trong không trung ngày càng nhiều lưỡi đao trắng bay lượn các tăng nhân thiếu lâm cũng dốc hết tuyệt chiêu ra sức chống đỡ nhưng gần trăm lưỡi đao trắng bùa vây ngang dọc như một cơn bão tuyết dù thiếu lâm thập thất tăng võ công cao cường đến đâu cũng bắt đầu hoa mắt sắp không trụ nổi nữa rồi tiếng sáo lạnh lẽo của liễu nhãn dần chuyển sang thê lương như một khúc hát buồn vì nhạc sắp dừng mà rơi lệ như nỗi thê lương đong đầy cất lên thành tiếng khóc vì vậy tiếng sáo ngày càng vút lên cao, cao đến nỗi vang vọng trong mây. thế đao của phương bình trai không hề chậm lại, thiếu lâm thập thất tăng lại có người ộc máu, đờ đẫn ngã xuống đất. a à, thùy thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay liễu nhãn sẽ không bị bắt đi. nếu còn đánh nữa, tăng nhân thiếu lâm càng không chiếm được ưu thế. phương bình trai quả nhiên là cao thủ. đúng lúc này, ngọc đoàn nhi nằm dưới đất không cửa quậy được cũng phun ra một ngụm máu tươi. Tiếng sáo của Liễu Nhãn vút lên cao, nàng lại phun thêm một ngụm máu nữa, sắc mặt xám ngoét, chỉ còn thoi thóp một hơi. Tiểu Bạch, Phương Bình trai vừa quay người thì cô độc tăng, trung âm tăng, bi hào tăng đã vung tay áo, nhân lúc hắn sơ hở mà đánh rơi phi đao trước mặt. Ba người quát to một tiếng, hợp sức tung một chiêu từ tâm vô oán vào lưng Phương Bình trai. Phương Bình trai vung tay phản kích, ba người địa ngục tăng, xúc sinh tăng Nhân tăng trước mặt vung binh khí lên, tấn công ba mặt trên, giữa, dưới của hắn. Trước sau bị chặn, Phương Bình trai linh hoạt như cá bơi, nháy mắt đã trượt sang bên cạnh. Atula tăng bên cạnh nắm được thời cơ, vung trường kiếm lên nhắm vào ngực hắn. Trong nhà lưỡi đao bay loạn xả, đúng vào lúc Phương Bình trai gặp nguy, tiếng sáo đang phối hợp ăn ý với hắn đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt 17 tăng nhân lấy lại tinh thần cũng như công lực còn phương bình trai thì thoáng khựng lại trường kiếm trước mặt hắn bỗng tăng thêm sức lực lao đến muốn lấy mạng hắn dưới chân hắn nhẹ bẫng gắng gượng né sang bên trái nhưng quanh người bóng trưởng đung đưa đúng vào lúc tiếng sáo vừa ngừng kiếm kia đâm hụt thì ba tiếng bụp 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 liên tiếp vang lên phương bình trai dính ba trưởng phun ra một ngụm máu tươi đành phá vòng vây thoát ra cả người bay lên ngã vật xuống trước mặt liễu nhãn a à thủy dư dày toàn thân Nàng biết liễu nhãn buông sáo không thổi nữa là vì Ngọc Đoàn Nhi không thể chịu đựng thuật âm sát. Phương Bình Trai vì thế mà bị thương, nhưng cũng không hề tỏ ra oán hận. Ba người này tuy không phải hiệp khách giang hồ nhưng cũng là người chân tình nhiệt huyết. A-di-đà Phật, Phương Thí Chủ đã bị thương, hẳn cũng biết hôm nay không thể cản đường chúng ta mời liễu Thí Chủ về thiếu lâm tự bàn chuyện. Nếu còn cố ngăn cản, chúng ta không thể nương tay thêm nữa. Thiên Tăng chắp tay nói mau tránh ra, ha ha, bây giờ hắn là sư phụ ta, nếu tùy tiện để cho hòa thượng đầu chọc bắt đi, khác nào bảo phương bình trai ta thật vô dụng thần mất mặt. Huống chi xưa nay ta vẫn xung khắc với thiếu lâm tự, hòa thượng thiếu lâm không nương tay với ta cũng chẳng phải lần đầu. Phương bình trai múa quạt cười cười, phong độ vẫn ngời ngời như xưa. Chúng tăng đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ bản tự có hiềm khích với hắn từ bao giờ. Sao chẳng nhớ gì hết vậy? Vậy thì Atula đành phải đắc tội. Atula tăng đâm ra một chiêu kiếm tâm như lưu thủy, mũi kiếm nhắm vào vai trái Phương Bình Trai. Hắn nhìn ra tay trái của Phương Bình Trai rất giỏi phóng ám khí, muốn ngăn cản mũi đao như tuyết rơi đầy trời này thì phải đả thương tay trái hắn. Phương Bình Trai lại phóng ra bốn lưỡi đao, Atula tăng cũng vùng kiếm, liên tục chặn bốn đao này. Trong một tích tắc, bóng hai tăng nhân nhòe đi, chia ra hai bên trái phải tóm lấy hai cánh tay liễu nhãn. Phương Bình Trai vung quạt như múa đao, lông vũ đỏ tươi xoẹt qua cánh tay hai hòa thượng, chỉ lướt qua thôi mà máu tươi đã tuôn ảo ảo, bảy tám lưỡi đao cắm vào nửa người hai tăng nhân. Nhưng đúng lúc hắn dùng tay trái phi đao tay phải múa quạt, bên cạnh đã có hai cánh tay vươn ra, ngón tay biến ảo như hàng ngàn cánh hoa phiến lá, điểm trúng mấy đại huyệt trên người hắn. Trên mặt Phương Bình Trai vẫn tươi cười, Chầm chậm, chậm ngả về sau, tựa vào bàn mà ngã xuống, rơi vào tay cô độc tăng phía sau. Thật ra hắn thua rất oan ủng, nếu chỉ có mình hắn đối phó với thiếu lâm thập thất tăng, thì dù không thắng được vẫn cầm chắc cửa thoát thân. Chẳng qua liễu nhãn không đi lại được, Ngọc Đoàn Nhi trọng thương nằm dưới đất, nên tài nghệ của hắn cũng bị liên lụy. Liễu nhãn thấy Phương Bình Trai rơi vào tay địch thì đập bàn đánh rầm, lạnh lùng nói. Thả hắn ra! Chúng ta không đỡ được thuật âm sát của Liễu thí chủ, nếu không giữ phương thí chủ trong tay, e là Thiếu Lâm tự phái ra 17 người nữa cũng không thể mời Liễu thí chủ về Thiếu Lâm tự bàn chuyện trọng yếu. Thiên tăng đỡ phương bình trai lên. Bạn ngươi ở đây, dọc đường đi mong Liễu thí chủ nhẫn nại một chút, xin đừng thổi sáo. Liễu Nhãn dùng sức bẻ cây sáo trúc trong tay làm đôi. Thả hắn ra. Thiên tăng ngẩn người, hắn cứ đinh ninh Liễu Nhãn là hạng đại gian đại ác cho dù có Phương Bình Trai và Ngọc Đoàn Nhi trong tay cũng chưa chắc an toàn. Ai ngờ Liễu Nhãn lại bẻ gãy sao không hề do dự. Vậy, thả hắn, ta đi với các ngươi. Liễu Nhãn cất giọng lạnh lẽo như băng. Hắn chưa từng làm những việc mà Thiếu Lâm tự gọi là thương thiên hại lý, cũng không làm sát người vô tội, gian dâm bắt người cướp của, Thiếu Lâm tự dựa vào đâu mà bắt người. Thiên Tăng cứng họng. Chuyện này. Bì hào tăng đầu óc nhanh nhạy hơn. Chúng ta chỉ cần phương thí chủ bầu bạn với chúng ta trở về thiếu lâm, về đến cửa thiếu lâm tự sẽ thả người ngay lập tức có được không? Liễu nhãn hừ khẽ. Nếu các người đụng đến một cọng lông tơ của hắn, thì thứ mà thiếu lâm tự nhận về rốt cuộc là thuốc giải tinh quỷ cửu tâm hoàn hay thuốc độc gặp máu chết tươi, còn phải chờ ta cân nhắc. Quyết định như thế đi, quay về với chúng ta. Thiên tăng lập tức vươn tay ra tóm người. Thiếu lâm tự nói lời giữ lời. Liễu nhãn nhắm mắt ngồi yên thiên tăng và nhân tăng hợp lực nhấc hắn lên, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này có bóng đen lướt qua, một bóng người đứng run rẩy ngăn ở cửa, mái tóc dài xóa tung, tay cầm trường kiếm, trước ngực loang lổ máu tươi. Đứng lại. A à, Thủy ôm phụng phụng lập tức chạy tới, đứng bên cạnh người kia. Ngọc cô nương. Người cầm kiếm đứng chắn ở cửa chính là Ngọc Đoàn Nhi đã trọng thương. Chứng kiến Phương Bình Trai bị bắt, Liễu Nhãn sắp bị đưa đi, nàng đột nhiên đứng dậy. Thanh kiếm đang cầm là do Phương Bình Trai mới mua cho nàng gần đây, kiếm pháp nàng cũng chưa luyện được nhiều lắm. Vậy mà giờ này nàng tốt kiếm cầm trên tay, ho khủ khụ mấy tiếng, khẽ nói. Ai, kẻ nào muốn đưa họ đi, phải bước qua, xác ta trước. Trong lúc nói chuyện, máu tươi trên vạt áo vẫn nhỏ tí tách từng giọt từng giọt xuống đất. A-di-đà Phật, chúng ta không định đả thương người khác, xin cô nương nhường đường thiên tăng chắp tay nói cô nương đã bị thương nặng không thể cử động mạnh xin hãy ngồi xuống điều tức ngưng thần tính khí trường kiếm trong tay ngọc đoàn nhi khẽ rung lên chỉ thẳng vào thiên tăng lão hòa thượng nói bậy nói bà câu nào cũng lừa người trả hắn trả bọn họ lại cho ta trên thân kiếm của nàng lấm tấm máu tươi đây đều là máu của chính nàng cô nương còn nhỏ tuổi không hiểu lý lẽ Liễu Nhãn là dâm đồ đại gian đại ác, rất giỏi mê hoặc phụ nữ. Chúng ta đưa hắn về thiếu lâm, tức là giúp cô nương rời xa bể khổ. Bi Hào Tăng nói, chờ mai này cô nương lớn lên, rồi sẽ hiểu chúng ta chỉ có ý tốt thôi. Ngọc Đoàn Nhi bịt tai không nghe, khẽ nói, ta bảo ông, trả họ lại cho ta, ông không nghe thấy à. A à, Thủy dí nàng bước đi lào đảo, đã không cầm cự được trong lòng biết rõ thiếu lâm tự chẳng bao lâu nữa sẽ đưa liễu nhãn đi trong đầu này ra muôn vàn ý nghĩ nhưng không tìm được cách nào để các tăng nhân thiếu lâm buông tha cho liễu nhãn thiên tăng thấy ngọc đoàn nhi không chịu nhường đường thì thoáng trầm ngâm tay áo phất nhẹ điểm vào trước ngực ngọc đoàn nhi ngọc đoàn nhi vung trường kiếm đâm vào ống tay áo thiên tăng nhưng tay run sức yếu trường kiếm chịu chấn động trúc xuống mũi kiếm chạm đất Vậy mà nàng vẫn nắm chặt chuôi kiếm không buông. Ống tay áo thiên tăng đã phất tới ngực Ngọc Đoàn Nhi, bỗng trước mặt có bóng người lay động. Ngọc Đoàn Nhi không còn sức tránh né, một cô gái áo tím chợt lao ra chắn trước mặt nàng. Đại sư dừng tay. Hắn vội vàng thu ống tay áo vừa phất ra. Nữ thí chủ à, chuyện nơi này không liên quan đến cô, xin chớ. Bỗng nghe một tiếng vù, rất khẽ thiên tăng còn chưa nói hết câu thì trên ngực đã cắm một mũi tên ngắn màu đen, sắc mặt chưa kịp đổi đã ngã rầm về phía trước. Thiếu lâm thập thất tăng xôn xao biến sắc, Atula tăng và bi hào tăng cúi xuống xem xét vết thương của thiên tăng, vừa bắt mạch môn đã nhận ra ông bị một mũi tên xuyên thủng tim, khí cạn mạng vong. Thế là hai người niệm Phật, đứng dậy lắc đầu với những người còn lại. 16 tăng nhân đồng thanh niệm Phật rồi cùng xoay người lại, nhìn sắc trời hừng sáng ngoài cửa sổ. Khi ngày đêm đổi chỗ, giữa nhà cửa phố phường, rốt cuộc là ai ra tay giết người? Ngọc Đoàn Nhi xoay đầu lại, Liễu Nhãn đã từ từ mở mắt, hai người đưa mắt nhìn nhau. Trường kiếm của Ngọc Đoàn Nhi rơi đánh, keng, xuống đất, nàng đã không đứng nổi nữa, hai gối quỵ xuống, chậm chậm bò về phía Liễu Nhãn. 16 tăng nhân thiếu lâm thấy cảnh này nhưng không ngăn cản, đại địch ở ngay bên ngoài. Không ai dám phân tâm để ý chuyện khác. Ngọc Đoàn Nhi dùng cả tay chân, từ từ bò đến dưới gối Liễu Nhãn, đưa tay phải ra nắm chặt lấy ống tay áo hắn. Liễu Nhãn gắng gượng giơ tay phải lên, Ngọc Đoàn Nhi phun một ngụm máu tươi lên áo hắn, đầu óc đã bắt đầu choáng váng. "Ưm, ừ, ta, ta không muốn rời xa ngươi." Nàng khẽ nói, "Ta, ta không muốn rời xa ngươi." Tay phải Liễu Nhãn chậm rãi thả xuống nàng mơ hồ cảm thấy hắn vỗ nhẹ nhẹ lên đầu mình, sau đó chìm vào bóng tối vô tận. Ê à. Phụng Phụng nhìn Ngọc Đoàn Nhi đang mê man trên đầu gối Liễu Nhãn, đầu món tay nhỏ xíu chỉ vào nàng, sau đó ra sức túm tóc A Thùy. A Thùy nhìn nhàng ôm chặt lấy Phụng Phụng, nàng lùi một bước, lại lùi thêm bước nữa. bàn tay Liễu Nhãn đặt lên mái tóc Ngọc Đoàn Nhi, nhưng ánh mắt lại hướng về nàng. A Thùy đã đứng ở mép phòng, Liễu Nhãn nhìn nàng. Nàng lại lui một bước, dựa lưng vào vách tường. Có hận ta không? Khi trong phòng chỉ còn lại yên tĩnh, ai nấy như gặp cường địch, liễu nhãn nhìn A Thùy, bàn tay vỗ lên mái tóc rối bởi nhuốm máu của Ngọc Đoàn Nhi, hạ giọng hỏi rất chậm. A Thùy yễm mỉm cười lắc đầu, im lặng không nói. Liễu nhãn nhìn nàng, khẽ vu, ốt ve mái tóc đen của Ngọc Đoàn Nhi, ánh mắt nhìn nàng dường như vô cùng tịch mịch. Tại sao cô không sợ ta? cũng không hận ta. A à, Thùy hắn hỏi, một lát sau thì nhắm mắt lại, vẫn lắc đầu một cái, chờ rất lâu mới chậm rãi mở ra. nàng thấy năm món tay liễu nhãn vu, ốt ve mái tóc đen của ngọc Đoàn Nhi siết chặt lại, chặt đến nỗi dường như muốn bóp nát tóc nàng. trong mắt hắn chất chứa vẻ đau thương, hỏi xong câu này thì lặng thinh không nói gì nữa. nàng chợt cảm thấy người đàn ông này thật ra rất đáng thương hắn vẫn luôn là quân cờ trong tay kẻ khác trước đây là vậy sau này cũng thế hắn không thể thoát khỏi số mệnh là một quân cờ dù có vùng vẫy thế nào thì mọi suy nghĩ và hành động của hắn đều nằm trong toan tính của kẻ khác nàng nhìn vào nỗi đau trong mắt hắn nhìn bàn tay hắn vỗ về ngọc đoàn nhi lúc này nàng mới biết thì ra người đàn ông này thật sự rất quan tâm đến mình hắn không đối xử tốt với mình bởi vì hắn không dám hắn không dám bởi vì hắn sợ sợ bị người ta phát hiện thật ra hắn không phải một tên ác nhân hắn muốn là một kẻ đại gian đại ác bởi vì hắn hận đường lệ tư hắn không thể không là một tên đại gian đại ác bởi vì hắn muốn sống sót trong giang hồ nhưng cố gắng của hắn chỉ biến hắn thành quân cờ của kẻ khác thiện của hắn mất đi gần như không sót lại gì ác của hắn còn chẳng thể khiến một người đàn bà sợ hãi và oán hận mà hắn chỉ dám hỏi sợ và hận, những thứ khác. Thậm chí còn không dám hỏi. Nàng đương nhiên không sợ hắn, cũng không hận hắn, lại càng không yêu hắn. Nhưng nhìn hắn, lại khiến người ta đau lòng. Người đã sớm bại trong tay đường công tử, người chỉ liều mạng cố gắng học tà tính và ác niệm của y. Nhưng dù cố gắng học thế nào, người cũng không bao giờ biến thành đường công tử. Bởi vì cái ác của ngươi chỉ làm người ta sứt ra mẹ thịt, mà không thể tổn thương đến xương cốt. Đúng vào lúc này, 16 tăng nhân trong nhà lắc mình một cái, đã kịp chiếm lĩnh hai vị trí quan trọng là cửa sổ và cửa chính. Cao thủ phòng ám tiễn ngoài cửa cứ bắn một mũi tên lại giết một người, lúc này im lìm bất động, hiển nhiên đang tìm cơ hội, chuẩn bị bắn thêm một mũi tên giết người nữa. 16 tăng nhân thiếu lâm nào phải nhân vật tâm thương. Bọn họ lập tức chiếm những nơi trọng yếu, nhân tăng trầm giọng quát ngoài cửa là cao nhân phương nào? Xoẹt một tiếng, nhân tăng vừa mở miệng thì một mũi tên ngắn đã phá cửa bay vào, xuyên qua ván cửa nhắm trúng ngực hắn. Hai tăng nhân thiếu lâm vung tay đánh trả về hướng mũi tên kia bay tới, mấy đạo chỉ phong lập tức nhắm vào nơi bắn ra mũi tên. Cánh cửa không chịu nổi tiễn phong và chỉ lực, nháy mắt vỡ vụn ảo ảo. Trong khoảnh khắc những mảnh gỗ vụn nổ tung, một thanh trường kiếm chợt đâm ra chỉ nghe có tiếng người kêu r n bi hào tăng đã trúng kiếm vào mạn sườn sắc mặt tái mét ai cũng đinh ninh kẻ bắn tên ở xa nhưng hóa ra hắn lại ẩn nấp ngay bên ngoài cửa chính chỉ cách mọi người một lớp ván cửa thuật nhìn thở của hắn cũng có thể coi là thần kỳ 15 tăng nhân còn lại thấy người kia đã hiện thân bèn quát to một tiếng hợp vây sông lên bỗng rừng sương khói mù trời xung quanh người kia dâng lên tầng tầng khói trắng tạm thời che đi thân hình hắn. Chúng tăng đang bày trận thất tinh thì đột ngột rút lui, đúng lúc bọn họ lùi về, trong làn khói trắng có mấy mũi tên bắn ra vèo vèo. Chúng tăng ra tay trông đỡ, khói trắng lại càng thêm dày đặc, nhanh chóng che đi tất cả mọi thứ trong nhà. Mọi người bịt miệng nhắm mắt, đợi sương khói tan đi, chỉ thấy bên bàn trống không, Ngọc Đoàn Nhi nằm nhoài dưới đất, Phương Bình Trai ngồi dựa lưng ở một bên, còn Liễu Nhãn đã biến mất. 15 tăng nhân thiếu lâm đưa mắt nhìn nhau, trận hỗn chiến này dẫn đến hậu quả một thương một vong, lại không thể mang đi một người hai chân tàn phế, mất hết võ công như liễu nhãn, lần này mặt mũi thiếu lâm tự coi như mất hết. A Thủy ghẽ nhíu đôi mày thanh tú, cắn môi đứng dậy, thấy 15 tăng nhân thiếu lâm khiêng người chết và người bị thương lên, cáo từ rời đi, nàng cũng đáp lễ lại họ. Nhìn chúng tăng đi xa a à, thùy xoay người đỡ mọc đoàn nhi dậy chật vật đỡ nàng nằm lên giường mình còn phương bình trai bị điểm trúng huyệt đảo tựa người vào ghế không nhúc nhích thì nàng mang chăn đắp lên người hắn nhất thời không biết nên làm sao cho phải lại quay đầu nhìn gian phòng khách lặng thinh nàng chầm chậm đi tới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đúng như nàng đoán bên trong không một bóng người đường lệ từ đã đi từ bao giờ không biết y có nghe liễu nhãn nói gì không có thấy trận hỗn chiến vừa rồi có thấy những người vốn chưa từng quen biết lại có thể tắm máu vì bạn bè thậm chí còn muốn liều mạng bảo vệ đến chết không chia lìa a thùy lặng lẽ đóng cửa phòng nhẹ nhàng xoa đầu phụng phụng nàng nghĩ đến liễu nhãn bị người bắn tên thần bí mang đi không rõ sinh tử tung tích nhớ lại ánh mắt đau thương tột cùng của hắn nhớ nàng và hắn đã từng có một đứa bé rất lâu sau đó nàng thở dài xa xăm A Thủy cô nương, ngoài cửa có người Ôn Hòa gọi nàng. A Thủy quay phát lại, chỉ thấy Dương Quế Hoa mặc quan phục, sau lưng dẫn theo vài quan binh, nhìn nàng bằng ánh mắt ôn hòa. Nhà cô nương đêm nay đúng là không yên bình. A Thủy lùi lại hai bước, trước kia nàng vẫn luôn ung dung đối mặt với Dương Quế Hoa, mà giờ này lại có phần căng thẳng. Dương tiên sinh, quân tuần tra ở Đông thành báo lên, trong hiệu sách hành Dương có ba vị khách khả nghi nghỉ lại. Ta phụng mệnh tiêu đại nhân đến kiểm tra, kết quả đúng là làm ta kinh ngạc. Thiếu lâm thập thất tăng huấn chiến với thuật âm sát ở nhà cô nương, hai vị khách lai lịch không rõ này hẳn là có quan hệ sâu xa với liễu nhãn, chủ nhân tinh quỷ cửu tâm hoàn. Vậy nên... Dương Quế Hoa khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. Ba vị hãy theo ta đến đại lý từ một chuyến đi. A à, Thủy nhìn hắn không chớp mắt, Dương Quế Hoa chỉ huy quan binh khiêng hai người đang nằm trên ghế và trên giường lên nàng cục mắt xuống, bế phụng phụng ngoan ngoãn đi theo họ. Hắn đã đến từ lâu rồi, có lẽ khi quan binh trở về báo tin hắn đã đến ngay, nhưng chưa bao giờ lên tiếng. Có lẽ hắn biết mình không địch lại thiếu lâm thập thất tăng, nên một mực chờ thời cơ làm ngư ông đắc lợi. Hắn là một trong những người phụ trách điều tra vụ án mạng giết 5 người, thừa biết hung thủ là ai, nhưng không thể thật sự bắt đường lệ từ về quy án. Phong Liêu Điếm Liễu Nhãn chính là chủ nhân của thứ dược vật thần bí lưu truyền trong cung. Dù là ai phân phát thuốc độc, dù sau lưng ẩn giấu âm mưu gì, thì chắc chắn cũng dính đến Liễu Nhãn. Quái nhân rơi đã chết và Vi Bi ngâm đều là người của Liễu Nhãn. Đường Lệ Tư giết Quái Nhân rơi cho thấy lập trường của y giống với mình. Mà y là lực lượng mạnh nhất trong giang hồ đối đầu với Phong Liêu Điếm, vì vậy đương nhiên không thể bắt Đường Lệ Tư. Nhưng Hoàng thượng Long Nhan đại nổ, thúc giục chuyện này rất gấp, cũng không thể tìm mãi mà không ra hung thù. Một nam một nữ lạ mặt có quan hệ sâu xa với liễu nhãn trong hiệu sách hạnh dương chính là lựa chọn tốt để tạm thời báo lên cho qua chuyện. Mà A Thùy, với nhãn lực của Dương Quế Hoa đương nhiên nhìn ra đường lệ từ có quan hệ ám muội với nàng. Nếu giữ vị cô nương này trong tay, cũng sẽ phần nào khống chế được đường quốc cữu cao thâm khó dò kia nắng ban mai mới chiếu xuống, mặt trời mùa thu dần mọc lên cao. Bà Lưu bị tiếng mưa gió ảo ảo quấy dày cả một đêm, trong giấc mộng thoáng nghe thấy tiếng sáo thê lương, sau đó lại mơ thấy những chuyện hồi trẻ. Sáng ra tỉnh dậy bà sợ hết hồn, từ cửa sổ nhìn sang, cửa chính hiệu sách hạnh dương bên cạnh đã vỡ vụn, gỗ rơi la liệt, mặt đất loang lổ vết máu, A à, Thùy và Phụng Phụng chẳng biết đã đi đâu. Bà xoa xoa ngực, thầm nghĩ đàn bà biết dụ dỗ đàn ông thì không sống yên nổi, đang yên đang lành sao lại thành ra như thế. Lần này có trời mới biết nàng ta lại chọc vào ai, đúng là sợ hết cả hồn. Khói trắng mù mịt, liễu nhãn chỉ cảm thấy một vật gì đó giống như sợi dây thường quấn quanh người mình mấy vòng, rồi đột ngột kéo hắn ra khỏi ghế. Ngay sau đó có người dùng vật kia buộc chặt hắn lên lưng mình, cõng hắn chạy như bay về phía trước. Chờ cho khói trắng tan đi, hắn mới thấy người cõng mình chạy đi là một thiếu niên mặc áo đen gọn gàng, thắt lưng bên phải đeo một thanh trường kiếm, bên trái đeo một cây cung nhỏ màu đen, khỏi nói cũng biết mũi tên ngắn giết người kia chính là của hắn. Liễu nhãn ngây ra mất một lúc, đây là một thiếu niên còn rất trẻ, tuổi chừng 17-18, làn da dám nắng sau cổ cũng toát ra mùi vị thanh tân và non nớt. Nhưng mũi tên hắn dùng để giết nhà sư thiếu lâm kia lại không hề do dự, ra tay đoạt mạng người ta sạch sẽ gọn gàng, phong cách hành động hoàn toàn không hợp với khí chất thiếu niên ngây ngô toát ra từ con người hắn. Liễu nhãn nhận ra thiếu niên áo đen này, hắn hỏi nhầm, tên là nhậm thanh sầu, một cái tên giờ giờ ương ương, là một thiếu niên an tĩnh rất hiếm khi nói chuyện với người ta. Khi còn ở phiêu linh mi huyền, hắn hầu như không ra khỏi phòng mình, gặp ai cũng cúi đầu, tựa như nói vài câu với người ta thì hắn sẽ ngại ngùng vậy liệu nhãn gần như chưa nói chuyện với hắn. Ngày đầu thiếu niên này là học trò của khuất chỉ lương, có thiên phú dị bẩm, võ công cao cường, nhưng học trò lại không hề ngang ngược giống sư phụ, thậm chí còn chưa bao giờ nhắc đến tên sư phụ. Nhậm thanh sầu, liễu nhãn khẽ nói, thả ta xuống. Nhậm thanh sầu lắc đầu, giọng hắn nghe hết sức ngây ngu. Huệ để ảo ta đưa ngươi về. Liễu nhãn thoáng ngẩn người, Huệ tỷ là ai? Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới tạm thời nhớ ra trong số bạch y dịch sứ hình như có một cô gái họ ôn, tên là ôn huệ, xuất thân phái Nga Mi. Giữa rất nhiều bạch y dịch sứ, võ công nàng không cao, dung mạo cũng không xuất sắc, càng không có tài ăn nói hay văn chương gì, vậy nên ấn tượng của hắn về nàng hết sức mơ hồ. Sau trận chiến trên núi Hảo Vân, lẽ ra nàng phải trở về phái Nga Mi, sao vẫn đi chung với nhậm thanh sầu chứ? Sao ngươi lại ở Lạc Dương? Bạch cô nương bảo ta và Vi Bi ngâm dẫn theo bốn nghiêu bì dực nhân chặn đường giết đường lệ từ, cướp ngọc lục mị. Giọng nhậm thanh sầu không hề chán nản, nhưng có vẻ hơi ảo não. Nhưng đường lệ từ thật sự quá khó đối phó, y giết Vi Bi ngâm và bốn nghiêu bì dực nhân chỉ bằng một chiêu, ta. Liễu nhãn bật cười. Nên ngươi bỏ chạy luôn à? Nhậm thanh sầu gật đầu. Phải, ưng chờ ta luyện võ công thêm vài năm nữa, không chừng có thể giết được y. Liễu nhãn nở nụ cười âm trầm. Được không đó, thật ra đêm qua ngươi đã có cơ hội giết y. Nhậm thanh sầu thoáng sừng sốt. Vì sao? Liễu nhãn thở dài thườn thượt. Bởi vì y chính là loại người đó, càng gặp phải tình thế bất lợi lại càng hiếu thắng. Nhậm thanh sầu buồn bực không đáp, một lúc sau mới thở dài. Huệ thì cũng nói vậy. Liễu nhãn thản nhiên hỏi. Bạch tố xa và ôn huệ muốn làm gì ta? Ta đã là một kẻ tàn phế, hoàn toàn vô dụng với phong lưu điểm. Ngươi, Nhậm Thanh sầu dừng lại một thoáng rồi hạ giọng, "Sao ngươi lại nói thế? Tuy ngươi đã tàn phế, nhưng Huệ tỷ vẫn..." Làn da sau cổ hắn chợt ửng đỏ. "Huệ tỷ vẫn rất lo lắng cho ngươi," Tỷ ấy nói. "Huệ tỷ nói chỉ cần ta đưa ngươi về, tỷ ấy sẽ hầu hạ ngươi cả đời." Liễu Nhãn lạnh lùng nhìn thiếu niên áo đen không giấu được vẻ ngại ngùng. "Nàng còn đồng ý với ngươi chuyện gì nữa?" nhậm thanh sầu mặt đỏ đến tận mang tai nhưng vẫn đáp huệ để nói sẽ hầu hạ ngươi cả đời làm nha hoàn cho ngươi cũng ở bên ta cả đời liễu nhãn cười nhạt nàng đồng ý với ngươi ngươi cũng tin à nhậm thanh sầu đáp huệ ỷ sẽ không lừa gạt ta liễu nhãn nghe giọng điệu một lòng tin tưởng không nghi ngờ của hắn vốn đã ôm đầy bụng châm chọc nhưng chẳng hiểu sao tự dưng nguội lạnh đi chỉ thở dài nếu nàng lừa ngươi thì sao Nhậm Thanh Sầu đáp, "Ta sẽ tha thứ cho tỷ ấy." Liễu Nhãn im lặng hồi lâu không nói, một lúc sau mới chậm rãi hỏi, "Vì sao ngươi phải gia nhập Phong Lưu Điếm, vì huệ tỷ của ngươi à?" Nhậm Thanh Sầu gật đầu đáp, "Phải." Liễu Nhãn lạnh lùng hỏi, "Vì huệ tỷ của ngươi mà ngươi có thể tùy tiện giết người sao?" Nhậm Thanh Sầu thoáng sững sờ, "Nhưng, nhưng bọn họ muốn bắt ngươi mà, nếu ngươi bị bọn họ bắt đi thì ta không cứu nổi ngươi đâu." lục đạo luân hồi của thiếu lâm tự canh phòng nghiêm ngặt và lại hòa thượng thiếu lâm võ công cao cường nếu ngươi bị bọn họ bắt đi nhất định sẽ chết ta không muốn huệ tỷ phải đau lòng liễu nhãn bình thản nói sau này ngươi không được giết người nữa tại sao giọng nhậm thanh sầu có vẻ vô cùng nghi hoặc liễu nhãn không đáp một lúc lâu sau mới nói ngươi nghe lời ta là được nhậm thanh sầu không nói gì thêm hắn quả thực vẫn luôn là một đứa trẻ nghe lời qua một lúc nữa liễu nhãn lại nói hòa thượng bị ngươi giết là người tốt nhậm thanh sầu hỏi hắn muốn giết ngươi sao ngươi phải nói đỡ cho hắn liễu nhãn nhìn vào cổ hắn ta không muốn nói đỡ cho hắn chỉ không muốn thấy ngươi phải hối hận về sau nhậm thanh sầu cõng hắn lao nhanh về phía trước bước chân vừa nhanh vừa vững vậy ngươi giết nhiều người như thế về sau có hối hận không liễu nhãn chỉ cười mà không đáp lời chẳng bao lâu sau Nhậm thanh sầu đã cõng hắn đến chân một sườn núi ở ngoại thành Lạc Dương, đến đây thì dừng bước. Liễu nhãn đưa mắt nhìn quanh, dưới chân núi là một khoảnh rừng rậm, không thấy nhà cửa gì. Trong rừng có hai cô gái đang đứng, một người chắp tay ngắm núi, một người tựa cây cúi đầu. Nhậm thanh sầu đi đến trước mặt cô gái tựa cây, gọi nàng bằng giọng điệu tràn đầy vui sướng và dè đặt. Huệ đệ. Cô gái kia ngẩng đầu lên, liễu nhãn thấy nàng dung mạo ôn nhu tuy chưa thể gọi là xinh đẹp nhưng cũng không làm người ta ghét bỏ nàng nhìn hắn vành mắt đỏ lên nói với nhậm thanh sầu ngươi vất vả rồi cô gái chắp tay ngắm cảnh núi non xoay người lại gương mặt trái xoan thanh tú lanh lợi chính là bạch tố xa tôn chủ liễu nhãn bình thản nói sau trận thua trên núi hảo vân thì ta đã là kẻ vô dụng trong mắt phong lưu điếm cũng không cần gọi tôn chủ mà làm gì Bạch Tố Sa không đáp, không đáp chính là ngầm đồng ý. Ôn Huệ lại nói. Cho dù tôn chủ biến thành dáng vẻ gì, thì đối với tôi tôn chủ chính là tôn chủ, vĩnh viễn không thay đổi. Liễu nhãn phớt lờ nàng, nhìn sang Bạch Tố Sa. Người sai người cướp ta về, cũng vì thuốc giải tinh quỷ cửu tâm hoàn thôi đúng không? Bạch Tố Sa gật đầu. Không sai, Phong lưu điếm từ trên xuống dưới đều uống thuốc này, tuy đến hạn uống thuốc chỉ cần uống tiếp sẽ bình an vô sự, nhưng người đó vẫn mong có cách khác an toàn hơn. Giọng liễu nhãn u buồn mà vẫn êm tai. Tinh quỷ cửu tâm hoàn không có thuốc giải. Bạch tố xa ngẩn người. Ta không tin. Liễu nhãn đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ đi mảnh lụa đen che mặt, Món tay trắng nõn tựa ngọc, giống như làm bằng sứ. Dược tính của tinh quỷ cửu tâm hoàn đến từ độc tính, độc tính khiến người ta đột phá giới hạn, cảm giác tê dại giúp che đi một phần đau đớn. Võ công nhờ vậy mà tăng tiến thêm một tầng. Nếu có thuốc gì tiêu trừ được cảm giác tê dại này, thì tinh quỷ cửu tâm hoàn sẽ mất đi hiệu lực. Hơn nữa người đến hạn uống thuốc sẽ cảm thấy khổ sở, phần lớn là do thân thể đã quen hưởng thụ cảm giác sung sướng do dược tính mang đến, chứ không phải vì bản thân độc dược. Cho nên, không có thuốc giải. Bạch Tố xa liếc nhìn liễu nhãn, cất giọng bình thản. Hóa ra là vậy, thế thì cho người sống. Nàng xoay người lại, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ôn Huệ đứng gần Bạch Tố Sa bỗng dưng biến sắc. Bạch cô nương. Bạch Tố Sa thản nhiên nói. Ta phụng mệnh chủ nhân đoạt ngọc lục mị, giết đường lệ tử và liễu nhãn. Giờ vi bi ngâm đá bỏ mạng mà đường lệ tử còn chưa chết, ta cũng đâu thể trở về tay trắng, cô nói có đúng không? Nàng chắp tay sau lưng nhìn trời. Huệ đi, giết hắn. Ôn Huệ chấn động toàn thân. Ta, ta không làm được ngón tay sau lưng bạch tố xa khẽ cong lên, khăn lụa đen che mặt liễu nhãn không gió mà bay, lộ ra dung mạo đáng sợ. Ôn Huệ tận mắt nhìn thấy, sắc mặt tái trắng, bạch tố xa hờ hững hỏi. Hắn đã thành ra thế này rồi, cô có giết không? Ôn Huệ lắc đầu, tuy yếu ớt nhưng không hề do dự. Bạch tố xa lạnh lùng hỏi. Cô muốn kháng mệnh sao? Ôn Huệ hạ giọng. Bạch cô nương, cô, cô giết hết chúng ta đi nàng đứng trước mặt liễu nhãn, giang hai tay che chắn cho hắn. Ôn Huệ không dám kháng mệnh, chỉ dám chết. Huệ đệ ý. Nhậm thanh sầu chợt kêu lên một tiếng, lao ra chắn trước mặt ôn Huệ. Bạch tố xa cười nhạt. Người cũng muốn kháng mệnh sao? Nàng rút đoạn giới đao đánh xoẹt một tiếng, mũi đao chỉ thẳng vào chán nhậm thanh sầu. Học trò bị khuất chỉ lương vứt bỏ, quả nhiên hồ đồ đến nực cười. Ngươi tưởng bước lên con đường võ lâm không lối về mà vẫn còn đất sống cho kẻ si tình như ngươi sao? Nhậm thanh sầu đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, nghiêm túc nói. Bạch cô nương, cô không phải đối thủ của ta. Thân hình bạch tố xa chợt nhoáng lên, đột ngột lướt qua bên cạnh nhậm thanh sầu, kể đoạn giới đao lên cổ ôn huệ rồi xoay người lại. Luận võ công ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không đấu lại ta. Nàng chỉ vào liễu nhãn. Huệ đều chiêu giết người, vậy ngươi thay nàng giết hắn đi. Nhậm thanh sầu ngây ra như phỗng, ôn huệ run rẩy toàn thân. Nếu ngươi giết hắn, ta sẽ hận ngươi cả đời, vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi. Nhậm thanh sầu rút kiếm ra, suy nghĩ của hắn luôn đơn giản, cũng chưa bao giờ do dự. Nhưng nếu ta không giết hắn, thì tỷ sẽ phải chết. Nói đến đây, hắn vung kiếm nhắm thẳng vào liễu nhãn đang mồi trên đất. Bạch Tố Sa đứng một bên khẽ mỉm cười chỉ nghe một tiếng. Keng. Vang rồi, trường kiếm của nhậm thanh sầu đã rơi khỏi tay, bay thẳng lên trời. Một người áo trắng lao ra chắn trước mặt liễu nhãn, tay áo phiêu diêu, phong thái lỗi lạc. Người. Nhậm thanh sầu trông thấy người này, tức thì trợn tròn hai mắt. Liễu nhãn toàn thân cứng đờ, bỗng có cảm giác như gặp quỷ. Người này tướng mạo đẹp đẽ, thần sắc ôn nhã trầm tĩnh, chính là đường lệ từ sau khi ra tay đánh bay trường kiếm của nhậm thanh sầu y quay sang bạch tố xa mỉm cười dưới quyền bạch cô nương lại có một thiếu niên anh hùng như thế quả là chuyện đáng mừng bạch tố xa lạnh lùng nói hai kẻ này kháng mệnh thay lòng sau này ta nhất định phải báo lên cho chủ nhân đường lệ từ khẽ mỉm cười tiến lên một bước cô nương tưởng mình còn có sau này sao bạch tố xa thoáng biến sắc lùi về một bước nhậm thanh sầu lại đứng cản trước mặt bạch tố xa bạch cô nương cô đưa huệ tỷ đi trước để ta giữ chân y đôi mắt bạch tố xa khẽ xoay chuyển hư một tiếng rồi tung lấy ôn huệ lướt về phía xa nhậm thanh sầu nhặt trường kiếm từ dưới đất lên ngưng thần tĩnh khí bày thế đứng đối mặt với đường lệ tư ta không muốn giết người áo trắng trên người đường lệ tư vẫn chưa khô y đứng chắn trước mặt liễu nhãn ống tay áo khẽ phất phơ theo gió. Người cũng có thể đi. Ánh mắt nhậm thanh sầu vẫn rất kiên định. Ta nhận được lệnh phải giết ngươi. Đường lệ từ khẽ mỉm cười. Vậy à, thế thì ra tay đi. Nhậm thanh sầu ném trường kiếm xuống đất, đưa tay rút cây cung nhỏ màu đen bên hông ra, ngón tay khẽ lật, một mũi tên ngắn màu đen đã lắp lên dây cung. Tuy chỉ là cung nhỏ tên ngắn nhưng vững chắc vô cùng. Đường lệ từ khom người ôm liễu nhãn lên, vung ống tay áo lao ra ngoài. Nhậm thanh sầu khẽ cửa ngón tay, chỉ nghe một tiếng. Viu. Rất khẽ, mũi tên đã bắn ra vù vù. Đường lệ từ đưa tay trái ra đỡ tên, ấn đường khẽ nhíu lại. Vết thương trên vai trái y còn chưa lành, chẳng qua mới cầm máu sơ sơ. Tay phải còn ôm liễu nhãn, chỉ dùng tay trái nganh địch thì cực kỳ bất tiện. Nhậm thanh sầu thấy cảnh này, trong lòng biết rõ đường lệ từ muốn che chở cho liễu nhãn, lập tức bắn ra ba mũi tên nhắm vào người liễu nhãn phía bên phải y. Đường lệ từ ôm người chạy gấp, thân hình thoát ẩn thoát hiện, chỉ nghe ba tiếng bộc bộc trầm đục, ba mũi tên đã bắn trúng thân cây trong rừng. Nhậm thanh sầu tuổi vẫn còn nhỏ nhưng tâm lý đã rất vững vàng, hắn không hề nổi giận, vẫn khinh công đuổi theo, lại bắn ra bốn mũi tên nhắm vào liễu nhãn. Thật ra trong lòng hắn cũng không muốn tổn thương liễu nhãn, nhưng trước mặt đại địch hoàn toàn quên đi bản thân, chẳng qua là bản năng mách bảo hắn lựa chọn cách thức có lợi nhất cho mình. Bốn mũi tên này lựa góc độ hiểm hóc, lại thêm cây cối trong rừng cản đường, đường lệ từ né tên xong thì hắn cũng đã đuổi kịp. Hắn mừng thầm trong lòng, rút cây cung nhỏ màu đen, dây cung chém ra như đao, một chiêu. Thủy thiên tầm, nhắm thẳng vào cần cổ hai người. Đường lệ từ cúi đầu tránh đi, không hiểu vì sao bỗng khựng lại dây lát. Nhậm thanh sầu chỉ chờ một tích tắc y sơ hở, lập tức trở dây cung nhanh như chớp, hai mũi tên ngắn màu đen đã lắp lên dây. Hắn quá to một tiếng, tên bay như mưa rào, một bắn đường lệ từ, một bắn liễu nhãn, trong chớp mắt đã phi ra ngoài. Sau đó hắn mới nhìn rõ vì sao đường lệ từ đột nhiên khựng lại. Đúng vào lúc y cúi đầu tránh đi, liễu nhãn cầm một nhánh cây không biết bẻ xuống từ chỗ nào, chọc vào bụng Đường Lệ Tư. Trong một tích tắc, hai mũi tên chí mạng bắn tới, Đường Lệ Tư buông Liễu Nhãn ra, Liễu Nhãn ủy oải ngã bệt xuống đất. Đường Lệ Tư vung ống tay áo bên phải lên, cuốn bay hai mũi tên ngắn, nhưng một mũi tên vẫn đâm xuyên qua tay áo, nhắm thẳng vào Liễu Nhãn. Đường Lệ Tư ứng biến cực nhanh, ngã sấp về phía trước, đè lên người Liễu Nhãn. Chỉ nghe, phập, một tiếng, tên đã cắm vào lưng y sâu hơn hai tấc trên tay liễu nhãn vẫn còn cầm nhánh cây mà hắn tiện tay bẻ xuống từ một cái cây bên đường đúng lúc đường lệ từ ôm hắn lên vội vàng bỏ chạy máu tươi chảy dọc theo nhánh cây thấm đẫm tay hắn đường lệ từ chống tay phải xuống đất thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn sắc mặt hung ác pha lẫn với kinh hoàng sợ hãi của hắn ngược lại khẽ mỉm cười ôn nhu ngươi à... chưa kịp nói hết câu hắn đã phun một ngụm máu tươi lên khắp mặt mày liễu nhãn liễu nhãn nắm chặt lấy nhánh cây kia vẻ hung ác vui sướng trên mặt dần dần biến thành sợ hãi người người đường lệ từ vẫn luôn mỉm cười hàng mi khép lại cố trông đỡ một lát cuối cùng ngã vật lên người hắn a a a liệu nhãn la hét điên cuồng đưa tay đẩy y ra trong mắt chỉ còn nỗi kinh hoàng người mau đưa y đi người mau bắn chết y đưa y đi đưa y đi ta không muốn nhìn thấy y Người mau đưa y đi. Hắn chống hai tay xuống đất, lê từng bước về phía sau, cố gắng cách đường lệ từ trọng thương hôn mê càng xa càng tốt. Mỗi bàn tay để lại một vệt máu, liễu nhãn kinh hoàng thất thố, vùng vẫy bỏ ra xa như một con run đất. Trên cung của nhậm thanh sầu vẫn còn tên, nhưng chẳng hiểu sao lại không bắn ra nữa. Lúc này đây, dù hắn muốn giết đường lệ từ hay liễu nhãn thì đều dễ như chờ bàn tay. Hắn làm việc chưa bao giờ do dự, nhưng lúc này lại không dương cung lên. Thật ra không phải hắn đang do dự, chẳng qua hắn đột ngột ngây người. Nhìn Đường Lệ từ toàn thân bê bết máu, lại nhìn Sang Liễu nhãn sợ hãi như gặp quỷ, nhậm thanh sầu từ từ thu cung về, lắc đầu rồi xoay người bỏ đi. Đường Lệ từ quả nhiên đã bị thương nặng trong trận chiến đêm qua. Hôm qua y liều mạng bảo vệ Lục Mị, hôm nay Liều mình cứu Liễu Nhãn. Dường như y chưa bao giờ quan tâm mình có chịu đựng nổi hay không, mà chỉ cần kết quả. Liễu nhán vùng vẫy bỏ đi chừng 10 trường, để lại một vệt máu loang lổ kéo dài, mãi cho đến khi hắn không còn sức lực bỏ tiếp mới quay đầu lại. Đường lệ từ vẫn ngã ngoài ra đất, máu chảy đầm đìa, bộ áo trắng trên người nhuốm máu loang lổ như những đóa hoa, không thấy y đột ngột lành bệnh hay là sống lại. Hắn dừng lại nhìn y đăm đăm, nhìn dòng dã hơn nửa canh giờ, đường lệ từ vẫn không nhúc nhích. Máu chảy trên đất ngày càng nhiều, ngày càng ồ ạt. Đường lệ từ, thật sự sẽ chết. Chỉ cần hắn ngồi đây nhìn, y sẽ chết. Liễu nhãn nhìn đường lệ từ đăm đăm không chớp mắt, hắn từng hận con người này đến khắc cốt ghi tâm. Đã vô số lần nghĩ mình phải giết y bằng cách nào, nghĩ sau khi y chết phải lăng nhục thi thể ra sao, nghiền xương rắc cho y như thế nào. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ, chỉ cần mình ngồi đây nhìn là có thể thấy y chết. Người trước mắt chưa bao giờ bộc lộ tình cảm chân thật của mình. Y phải đứng trên mọi người, vì thế dẫu phải bỏ ra cái giá lớn nhường nào cũng không quan tâm, xưa nay luôn muốn làm vị thần thao túng sinh tử của người khác. Y thích cảm giác vận mệnh của ngàn vạn con người phụ thuộc vào tâm trạng vui buồn nhất thời của mình. Y có vô vàn dục vọng, ăn mặc ngủ nghỉ thậm chí nô bộc nữ nhân đều phải thuộc dạng tốt nhất đi trên con đường này cho dù hy sinh huynh đệ tôn nghiêm và mạng sống cũng không hề hối tiếc gặp người có thể vượt qua mình bèn lựa chọn đồng quý vô tận một người như thế sao có thể chết theo cách này chứ huống chi đường lệ từ đẻ lên người hắn thay hắn cản một mũi tên trong lòng ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì chứ ngươi thật sự khiến người ta không tài nào hiểu nổi dù ta và ngươi lớn lên bên nhau vẫn không bao giờ biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Liễu nhãn chậm chậm thở ra một hơi, trên thanh sơn nhai, ngươi cũng nhảy xuống theo ta y như vậy, trước là cứu mạng ta, sau lại để ta đánh một trường, hôm nay cũng là như thế. Người đời đều nói ngươi tâm cơ thâm trầm, ta thấy ngươi rõ là tên ngốc. Hắn đưa tay ra, xé vạt áo sau lưng đường lệ từ, rút mũi tên ngắn đâm sâu vào lưng y. Cũng may đây là tên ngắn, bán lệch mục tiêu, tuy đâm vào thịt hơn hai tấc nhưng không tổn thương đến tim phổi. Thấy vai trái y cũng trúng tên, hắn ngẩn người, dùng vạt áo vừa xé ra lau vội một lượt, rồi lại phát hiện ra áo đường lệ từ ướt đẫm. Lật người y lại thì thấy vết thương do hắn dùng nhánh cây chọc ra cũng không nặng lắm, nhánh cây kia vừa mềm vừa cùn, chỉ chọc rách một mảng da thịt, tạo ra vết thương nông chừng hai phân. Khổ, khổ khổ. Đường lệ từ bị hắn lắc lư vài cái, bỗng mở mắt ra, mắt vừa mở đã muốn ngồi dậy. Ta. Liễu nhãn đẩy y ra, lạnh lùng hỏi. Người sao rồi? Chúng tên hai nơi, chảy ra một chỗ không thể khiến đường lệ từ ra nông nỗi này. Ta không sao. Đường lệ từ chậm rãi hít một hơi, miệng vẫn mỉm cười. Ta đã nói rồi mà, ta nhất định có cách cứu người. Liễu nhãn xì một tiếng. Cứu ta, người nói người nhất định có cách cứu phương chu, nhất định có cách cứu ta. Ha ha ha. Bây giờ Phương Chu đã chết, vĩnh viễn không thể sống lại, còn ta thì sao? Hắn đưa tay kéo mảnh khăn đen che mặt xuống, lộ ra gương mặt quỷ kia. Ta trông như thế này, cũng coi như được ngươi cứu à? Đường lệ từ đè tay lên bụng, đôi mày nhíu rất sâu. Luôn có, cách, ạc, y cắn răng, mặt và chân ngươi rồi sẽ có cách chữa khỏi, còn Phương Chu. Ta giữ lại gen của hắn, sau khi trở về có thể nhân bản. Nực cười. Dù ngươi nhân bản được thân thể hắn, nhưng còn con người hắn, ngươi có nhân bản được không? Tư tưởng của hắn âm nhạc của hắn, ngươi cũng nhân bản được chắc. Ngươi tưởng mình là thần thật sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một quái thai chọn lọc gen được cha mẹ ngươi dùng tiền mua về thôi. Ngươi tưởng chuyện gì mình cũng làm được thật đấy à? Liễu nhãn cười ha ha. Ha ha ha, tại sao không thừa nhận? Bị ngươi hại chết chính là bị ngươi hại chết. Phương Chu đã chết rồi, không thể sống lại nữa, sao cứ phải tự lừa dối mình? tại sao phải cứu ta cứu ta có thể giảm bớt mặc cảm tội lỗi của ngươi à hay bây giờ ngươi không có thuốc giải tinh quỷ cửu tâm hoàn vì đại kế giang hồ của ngươi nên mới cứu ta ngươi tưởng làm vậy trông giống huynh đệ tình thâm lắm sao xưa nay ta chưa bao giờ tin lời ngươi nói bởi vì ngươi chưa bao giờ nói thật ạc à, đường lệ từ lắc đầu lấy tay che mặt giọng y đã hơi trầm thấp suy yếu trong người ta hơi khó chịu có một số chuyện đợi thêm vài ngày nữa rồi nói liễu nhãn thở hồn hển vài hơi nhìn y mấy lượt từ đầu xuống chân người sao rồi đường lệ từ khép mắt ngồi tựa người vào cây ta không sao liễu nhãn cười nhạt người tưởng ngươi được cải tạo gen thì sẽ thành người bất tử à đường lệ từ chảy máu rất nhiều nhưng sắc mặt không tái đi mà trái lại còn đỏ ửng như say ho khan thật khẽ ta thật sự rất khó chịu tạm thời đừng có nói chuyện với ta Y dựa người vào cây điều tức, chân khí bắt đầu lưu động, mà miệng vết thương sau lưng cũng bắt đầu chảy máu. Liễu nhãn ngồi một bên nhìn Y, lát sau chợt mở miệng. Nếu người còn tiếp tục như thế, nội tức còn chưa kịp điều hòa thì người đã chết vì mất máu quá nhiều rồi. Đường lệ từ thờ hồn hền, năm món tay phải siết chặt vạt áo trắng trên bụng. Ta! Liễu nhãn đưa tay ấn lên bụng y, chỉ cảm thấy dưới khoang bụng mềm mại có một khối không biết là gì đang đập khẽ đây là cái gì đường lệ từ khẽ ho khan trái tim của phương chu ta đã chuyển vào liễu nhãn giật mình cái gì cơ đường lệ từ hít thở dồn dập khẽ mỉm cười ta muốn chữa khỏi trái tim hắn rồi trả về cho chủ nhân nó sau khi mất tim rồi hoán công đại pháp có thể tạm thời tạm thời thay thế tim giúp cho huyết dịch lưu thông Liễu nhán nổi giận. Nói nhăng nói cuội, ngươi chỉ giỏi suy nghĩ háo huyền, làm sằng làm bậy. Nơi này không có máy móc thuốc men, ngươi moi tim phương chu ra mà còn mong hắn sống được à. Ngươi điên mất rồi, và lại, và lại ngươi làm sao chuyển trái tim hắn vào bụng ngươi được. Trong khoang bụng trong không có mạch máu lớn, ngươi làm sao nối vào tim chứ. Ngươi nối trái tim hắn vào đâu? Căn bản, căn bản. Đầu óc hắn trống rỗng. Hoàn toàn không nghĩ ra phải dùng từ gì để diễn tả hành vi tùy hứng làm bậy của Đường Lệ Tư. Ngươi căn bản đang đùa giỡn với mạng của hắn và của ngươi. Đường Lệ Tư mỉm cười nhàn nhạt, nhạt rồi mở mắt ra, ánh mắt không có tiêu cử. Nhưng khi ấy, hắn sắp chết rồi, ta nói mình nhất định sẽ cứu được hắn, nhưng ta không biết phải làm sao. Ngươi và chủ mai đều không thể giúp ta, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi như thế, cho nên ngươi dạy hắn luyện hoán công đại pháp sau đó bảo hắn chuyển công cho ngươi, ngươi lại moi tim hắn ra vùi vào bụng mình. Liễu nhãn run rẩy toàn thân. ngươi đang làm cái gì? ngươi, ngươi. ánh mắt đường lệ từ dần dần chìm trong mê man. ta mang tiền của hắn đi, bởi vì ta muốn giữ cho hắn sống. ta phải có võ công, phải có quan tài băng, phải có thuốc, phải có tiền. ta cũng rất ghét cuộc sống nghèo túng. vì những chuyện này, chủ mai đã quay về chém ta một đao. À! Liễu nhán nổi giận, nếu ban đầu mà biết mấy chuyện lộn xộn này, thì ta sẽ chém ngươi một đao, mà không chừng sẽ chém ngươi 10 đao tám đao. Không biết ngươi đang làm cái khỉ gì nữa, mạng của Phương Chu là mạng, mạng của ngươi lẽ nào không phải. Bốn người chết một chưa đủ, ngươi còn muốn chết hai người sao? Đường lệ từ mỉm cười đưa món tay lên, không biết y muốn chạm vào thứ gì, nhưng rồi lại chậm rãi buông xuống. Nói ra những lời này, sẽ cho ta cảm giác thật ra ngươi chẳng hề thay đổi chút nào liễu nhãn cất tiếng cười lạnh ngươi không chỉ thích lừa gạt người khác mà còn thích lừa gạt chính mình hắn ngừng lại một lát rồi hỏi ngươi nối trái tim phương chu vào đâu ta không biết giọng đường lệ từ nghe đã hơi mơ hồ đợi lát nữa rồi hãy nói liễu nhãn đẩy y một cái hàng mi đường lệ từ buông xuống sau đó không còn phản ứng gì nữa hắn bỗng dưng kinh hoàng này ngươi dậy đi đừng có ngủ ở đây ngươi đứng lên đi. Nơi này là ngoại thành Lạc Dương, tuy là rừng rậm, nhưng cũng chẳng phải chỗ bí mật gì cho cam. Hai chân hắn tàn phế, nếu đường lệ từ hôn mê bất tỉnh thì hắn không thể đưa người đi được. Nếu kẻ địch bất ngờ tìm đến thì hắn biết làm sao đây? Sắc trời quang đãng, lúc này là chính giữa trưa, cuối thu thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, nếu chờ đến tối cho xương giá bốt dần, tấm thân trọng thương của đường lệ từ làm sao chịu nổi chứ? Không biết đã qua bao lâu, trên môi hơi lành lạnh, tâm tư rối ren của Đường Lệ từ thoáng chấn động, rồi đột nhiên tỉnh lại. Mở mắt ra, chỉ thấy trăng sao lấp lánh trên đỉnh đầu, quần áo trên người đã khô. Bờ môi hơi man mát, vừa rồi có người bón nước vào miệng y, đưa mắt nhìn sang thì ra chính là Liễu Nhãn. Mảnh khăn đen trên mặt Liễu Nhãn đã không còn nữa, ống tay áo cũng xé đi nhiều gương mặt máu thịt mơ hồ đặt cạnh cánh tay như bạch ngọc không tì vết trông lại càng đáng sợ thấy y tỉnh lại liễu nhãn thở phào nhẹ nhõm nhưng giọng nói vẫn tỏ ra lạnh lùng cứng rắn có đỡ hơn chút nào không đường lệ từ ngồi dậy vết thương sau lưng và trên bụng đã được băng bó không còn chảy máu nữa đưa mắt nhìn vào khoảnh rừng rậm y khẽ mỉm cười người vất vả rồi liễu nhãn quay đầu đi đứng lên được thì đi cho mau hôm nay may mà không có ai đi ngang qua bằng không hậu quả khó lường đường lệ từ mỉm cười ngươi muốn ở lại tự sinh tự diệt à liễu nhãn thản nhiên nói giết ta đi đường lệ từ khẽ nhíu mày liễu nhãn buông tiếng cười lạnh ngươi là trụ cột giang hồ ta là gian tà độc giáo ngươi trừ gian diệt ác là lẽ đương nhiên nếu giết ta hàng ngàn hàng vạn người trong giang hồ đều hoan hô ngươi trong tích tắc đường lệ từ ra tay nhanh như điện đưa tay lên siết cổ liễu nhãn, năm ngón tay tăng lực siết chặt thêm từng phân một. Liễu nhãn nghẹt thở, cổ họng đau nhức, xương cổ kêu lên răng rắc, chợt nghe đường lệ từ khẽ ho khan vài tiếng. Có đôi lúc, thật muốn giết ngươi, ngươi mềm lòng nhẹ dạ, không làm được việc lớn, cũng không phân rõ người tốt kẻ xấu, chuyện nên nghe thì không nghe, không nên nghe lại tin xái cổ, đến đi gây hỏa cũng toàn gây ra mấy cái hỏa không giải quyết nổi. Nhưng dù sao đi nữa, ta biết từ nhỏ đến lớn, vẫn là người tốt với ta nhất. Năm ngón tay siết trên cổ hắn chậm chậm buông ra, liễu nhãn ho khủ khủ, ảo ảo thở đê, ốc. Đường lệ từ lào đảo vịn cây đứng dậy, dùng một tay nhấc liễu nhãn lên. Đi thôi. Liễu nhãn giật nảy mình. Thả ta xuống. Đường lệ từ coi như gió thoảng qua tay, tay phải ôm lấy liễu nhãn, vận chân khí chạy vèo vèo về phía xa. Y chạy về hướng lạc dương, Liễu nhãn ra sức dãy rùa. Thả ta xuống. Vác theo một người như hắn, đường lệ từ có thể đi được bao xa. Huống chi y mang trọng thương trên người, quân lính đang đi khắp nơi già tìm kẻ khả nghi. Một khi có cao thủ trong cung tìm đến cửa thì y biết làm sao đây. Liễu nhãn ra sức dãy rùa, đường lệ từ khẽ buông lỏng tay ra một chút, hắn ngã bệt ra đất đánh. Bịch. Một tiếng, trong lòng thoáng ngẩn ngơ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trán đường lệ từ đầm đìa mồ hôi lạnh trông y hơi choáng váng a à, lệ khóe môi đường lệ từ khẽ cong lên người còn nhúc nhích thêm một cái ta bóp vỡ một bên xương cánh tay ngươi người nói thêm một câu ta bóp vỡ hai bên xương cánh tay ngươi liễu nhãn đang muốn chết giờ này lại thoáng ngẩn ngơ đường lệ từ nhanh chóng th ở dốc lấy hơi rồi nhấc liễu nhãn lên tiếp tục hướng về phía trước vì sao phải trở về lạc dương liễu nhãn bị y sách trên tay đường lệ từ tăng tốc chạy quá nhanh tựa như nước chảy mây trôi không có vẻ gì là lảo đảo liễu nhãn nhắm mắt lại không dãy ruộng nữa đi một chốc là đến ngoài cổng thành lạc dương lúc này đã khuya người đi trên đường thưa thớt đường lệ từ vác người xông vào cổng thành lính gác chỉ cảm thấy trước mắt ngoáng lên một cái bóng trắng lướt qua như ma quỷ lập tức quát to một tiếng rồi cấp báo cho chỉ huy sứ trong một thoáng ngắn ngủi, đường lệ từ đã mang liễu nhãn trở về hiệu sách hạnh dương, xông vào trong phòng, chỉ thấy vết máu la liệt khắp nơi, bàn ghế vẫn nguyên vẹn, mấy người lẽ ra phải ở trong phòng thì không thấy đâu nữa. Trong vũng máu đọng dưới đất có rất nhiều vết chân ngang dọc hỗn loạn, liễu nhãn bỗng mở miệng nói. Bọn họ. Đường lệ từ đưa tay đè lên bụng, ho khan một tiếng trầm thấp. Người im đi. Liễu nhãn im lặng không nói nữa. Đường Lệ từ nhắm mắt lại, chống tay lên mặt bàn, hồi lâu mới mở miệng. Có lẽ bọn họ bị cấm vệ quân mang đi rồi. Liễu Nhãn vẫn im lặng, một lát sau hắn chợt hỏi. Ngươi đang nghĩ gì? Đường Lệ từ chậm chậm mở mắt ra, nếu ta ra tay trước khi Thiếu Lâm thập thất tăng động thủ với ngươi, thì có lẽ sẽ không kinh động đến cấm vệ quân, bọn họ cũng không bị mang đi. Liễu Nhãn cười lạnh, nếu ngươi thừa biết Nhậm Thanh Sầu vẫn luôn bám theo ngươi, ẩn nấp bên ngoài chờ cơ hội. Nếu người đồng thủ với thiếu lâm thập thất tăng, thì chỉ cần một sơ hở thôi cũng đủ cho hắn lấy mạng ngươi rồi. Đường lệ từ ho khan một tiếng, chậm rãi đưa tay lên tay che miệng, y nôn ra một búng máu ứ, lại đến một ngụm nước trong. Liễu nhán giật mình kinh hãi, thấy y nôn rất lâu, cho đến khi sắc đỏ ửng trên mặt hoàn toàn biến thành trắng mới tái dần dần ngưng lại. Nhưng dù có nôn mửa y vẫn giữ nguyên phong thái nôn cũng không khó nhìn, nôn xong thì lấy ra một mảnh khăn gấm lau miệng, lùi về sau hai bước. Vết thương của ngươi. Liễu nhãn nhìn y nôn mửa rất khổ sở, cầm lòng không đậu mà hỏi. Ngươi nối trái tim phương chu vào đâu? Đường lệ từ được chọn lọc những gen ưu tú, chỉ cần không phải vết thương chí mạng thì tốc độ hồi phục đều nhanh gấp mấy lần người thường, hơn nữa vết thương chưa bao giờ nhiễm chung. Từ nhỏ đến lớn, liễu nhãn từng thấy y chịu vô số vết thương, nhưng chưa bao giờ thấy y mệt mỏi đến thế này. Đường lệ từ vứt mảnh khăn gấm kia đi, khẽ cười. Ta không hiểu y thuật, cho nên mạch máu nào nối được thì ta nối vào hết, tóm lại. Trái tim hắn đang đập, hắn còn chưa chết. Liễu nhãn đờ người nhìn y. Người tưởng mình bất tử thật sao? Khóe mắt đường lệ từ cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Lẽ nào không phải? Liễu nhãn nổi giận đùng đùng. Người nói nhăng nói cuội gì đó. Từ nhỏ ngươi đã là tên điên, cho đến giờ ngươi vẫn là kẻ điên, đúng là không thay đổi chút nào. Cha ngươi nói ngươi là một quái thai XYY, thật sự không hề sai. Đường lệ từ bỗng ngẩng đầu lên, dầm một tiếng, cái bàn trước mặt nổ tung ra hàng trăm mảnh vụn. Toàn thân liễu nhãn toát mồ hôi lạnh, một bàn tay xuyên qua những mảnh gỗ vụn tóm lấy cổ hắn, chỉ nghe y ôn nhu hỏi. Ông ta còn nói gì? Liễu nhãn quay đầu mím môi không đáp. Đường lệ từ nhẹ nhàng cúi đầu, ghé tai hắn cất giọng còn dịu dàng hơn nữa. Ông ta còn nói gì về ta? Liễu nhãn nhắm mắt lại. Ông ấy, ông ấy chưa bao giờ tin ngươi, bởi vì dù ông ấy và dì lưu sinh ra ngươi, dù họ bỏ nhiều tiền nhờ bệnh viện chọn lọc ra những gen tốt nhất cho ngươi, thậm chí còn cải tạo gen, nhưng sau khi ngươi ra đời, bệnh viện phát hiện ngươi là kiểu gen XYY, có lẽ do tác động quá nhiều vào trứng đá thụ tinh. Mà XYY là gen phạm tội hắn mở mắt ra, không dám nhìn mặt đường lệ tư, chỉ đành nhìn chằm chằm xuống đất. Cho nên cha ngươi thất vọng về ngươi không phải vì ngươi có chỗ nào làm không đủ tốt, mà vì ngươi vừa sinh ra. Từ ngày ngươi chào đời ông ấy đã vô cùng thất vọng, ông ấy biết tính cách ngươi sẽ không giống với người khác, mà gì lưu. Đường lệ tư thở ra một hơi, ôn nhu nói. Cho nên mẹ ta thấy ta tựa như thấy quỷ. Liễu nhãn gật đầu. Cho nên hồi nhỏ họ giam ngươi lại, mà ngươi sau đó hết đánh người lại đập đá, rồi đi bụi lập ra tam thành thập tam phái gì đấy, còn thích phóng hỏa. Đường lệ từ dồn dập thở gấp, bỗng bật cười. Vậy còn ngươi thì sao? Nếu ngươi đã biết từ lâu, nếu ta đáng sợ như thế, ngươi đi theo ta cả ngày không sợ một ngày kia gen bạo lực tiềm ẩn của ta phát tác, vô cớ giết ngươi sao? Khi đó ta cảm thấy ngươi. Giọng liễu nhãn từ từ bình tĩnh trở lại. Ta cảm thấy tuy ngươi rất hư, nhưng lại không phải người xấu. Ngươi chẳng qua là có ham muốn khống chế quá mạnh mà thôi, ngươi không thích những kẻ không nghe ngươi ra lệnh, trừ chuyện này ra, ngươi không đáng sợ như bọn họ nghĩ. Đường lệ Từ thờ hồn hên, cười nói. Vậy bây giờ thì sao? Liễu nhãn đưa tay lên, nắm lấy cổ tay đường lệ Từ đang bấu vào họng mình. Ngươi, vẫn rất hư. Hắn nắm thật chặt cổ tay đường lệ Từ. Nhưng bây giờ ta biết ngươi có ham muốn khống chế mạnh không phải vì ngươi muốn xưng vương xưng bá mà vì mong muốn bảo vệ của ngươi cũng rất mạnh hắn dốc sức cậy món tay đường lệ từ ra ta biết xưa nay ngươi luôn tỏ ra mình là người xấu nếu để mọi người biết trong lòng ngươi muốn bảo vệ họ thì ngươi sẽ cảm thấy cực kỳ mất mặt nên ngươi chưa bao giờ cho ai biết người ta sợ ngươi hoài nghi ngươi hận ngươi đều do ngươi cố ý khổ cố ý dẫn dắt người ta nghĩ xấu về mình đường lệ từ chậm rãi buông món tay đang bóp cổ hắn ra liễu nhãn thở đê ốc từng hơi ngay cả ta ngay cả ta cũng tưởng ngươi hại chết phương chu là vì ngươi thích tiền và quyền lực ta hoài nghi ngươi sẽ trở thành hạng người này vì bản tính ngươi vốn là vậy rồi tại sao ngươi cứ phải ép người ta sợ ngươi hận ngươi ngươi thích mọi người hận ngươi sao không lẽ ai cũng hiểu lầm ngươi hoài nghi ngươi sợ ngươi hận ngươi thì ngươi sẽ cảm thấy an toàn không còn bị thương tổn nữa ngươi đúng là kẻ điên ngươi vì ai liều mạng vì ai đổ máu ngươi vì ai từ biện kinh đi đến núi hảo vân rồi lại từ núi Hảo Vân vượt ngàn dặm xa xôi trở về. Người đắc tội phong lưu điếm, người đắc tội cấm vệ quân, người vứt bỏ cuộc sống an nhàn xa xỉ, người vì ai mà lội vào vũng nước đục. Người có được lợi lộc gì không? Rõ ràng ngươi đã bỏ ra quá nhiều, tại sao phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tại sao phải khiến người ta hiểu lầm mình thì ngươi mới vui? Hắn nói xong, gian phòng chìm vào yên lặng, đèn vẫn chưa châm nên không thấy rõ sắc mặt của đường lệ tư. Chỉ còn một khoảng không tĩnh lặng. Đường Lệ từ không trả lời, cũng không cựa quậy. "A à, Lệ." Liễu Nhãn đưa tay về phía y. "Cho phép người khác hiểu ngươi khó đến vậy sao? Tại sao phải ép mình phát điên?" Suỵt, giọng Đường Lệ từ rất an tĩnh. "Chúng ta đừng nói gì nữa có được không? Ngươi không nói, ta cũng im lặng." Y lui về sau mấy bước, dựa vào tường ngồi xuống, không hề nhúc nhích. Bàn tay Liễu Nhãn đưa ra ngừng lại giữa không trung rồi chầm chậm thu về a à, lệ đúng là chẳng thay đổi chút nào giống hệt như hồi nhỏ khi bắt nạt kẻ khác trong đôi mắt y lóe lên tia sáng điên cuồng vui sướng lẫn cô đơn mịt mờ y không cho người khác tiếp cận tâm hồn mình là vì xưa nay không có ai tiếp cận tâm hồn y vì những người nhút nhát yếu đuối gặp phải thứ gì xa lạ mình chưa biết thì luôn tỏ thái độ bài xích sợ hãi không có dũng khí để chấp nhận nực cười một nỗi sự yếu đuối của y lại bộc lộ ra ngoài bằng cách thức cứng rắn cực đoan. Y luôn tỏ ra mình tràn đầy tà khí, tràn đầy điên cuồng xâm lấn, cứ như bản thân chuyện gì cũng làm được vậy. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.